Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 33. Chắc chắn, có thể, không thể. Em ôn lại những gì đã học. Sách, bài tập phát triển năng lực, môn toán lớp 2. Bộ sách, kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra. Trang số 49 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 trong phần tái hiện củng cố này. Mình thì yêu cầu này. Chị Mai lấy ra một quả bóng. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ đờ và sai thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Đấy, như vậy các em quan sát ở đây. Có các cái quả bóng này, số 6 này, số 5 này và số gì? Số 2. Như vậy số 6 đây chúng ta thấy có mấy này? 1, 2, 3. Số 5 có 1, 2, 3, 4 này. Và số 2 chỉ có mấy? Chỉ có một quả duy nhất thôi. Vậy ta hỏi này. Câu A này. Chị Mai có thể lấy ra được quả bóng ghi số 5. Đấy. Vậy thì ở đây này, có thể lấy ra được cái quả bóng ghi số 5 không? Vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây thì chị sẽ lấy rơi vào 3 tình huống đúng không? Có thể là quả bóng số 5 hoặc là quả bóng số 6 hoặc là quả bóng số gì? Số 2. Như vậy thì đây là cái điều mà có thể lấy ra được đúng không nào? Đó, nên chúng ta sẽ ghi đây là chữ gì? Chữ đờ nhá. Vì đây là câu gì? Câu đúng này. Câu B này. Chị Mai không thể lấy ra được quả bóng ghi số 6. Như vậy ở đây nè, quả bóng ghi số 6 này chị có thể lấy ra được chứ không phải là không đúng không? Đó, do đó câu này là câu gì? Câu sai nhá. Đấy. Rồi câu C này. Chị Mai chắc chắn lấy ra được quả bóng trên đó đã ghi số 2 hoặc là số 5 hoặc là số 6. Đó, vậy thì cái điều này là chắc chắn đúng không? Bởi vì sao? Chị lấy thì chắc chắn là gì? Nó sẽ vào quả số 6 hoặc là quả số 5 hoặc là quả số gì? Số 2. Nên đây câu gì? Câu đúng các em nhá. Đấy, chúng ta phải chú ý. Đây là chắc chắn lấy ra được quả bóng mà trên cái quả bóng này này, người ta ghi cái số này này. Đấy, chứ không phải là chắc chắn lấy được quả số 2 hay quả số 5 hay quả số 6 nha. Chúng ta phải phân biệt rõ cái câu hỏi của người ta. Đấy, để chúng mình không bị nhầm nhá. Rồi, sang bài số 2. Linh giúp mẹ trồng hoa và ghi lại kết quả trong cái biểu đồ sau. Đấy, vậy thì yêu cầu này, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Rồi, đây là một cái biểu đồ các em. Số cây hoa mà Linh trồng giúp mẹ này, ngày thứ tư này, ngày thứ năm này, ngày thứ sáu này, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật này. Đấy, đây là những cây hoa. Câu A này, thứ bảy Linh trồng được bao nhiêu cây hoa? Đây, ngày thứ bảy các em đếm này. 1 cây, 2 cây, 3 cây, mấy cây? 4 cây. Đơn giản không? Quá dễ đúng không nào? Thứ tư Linh trồng được. Ngày thứ tư đây. 1, 2, 3. 3 cây. Rồi. Ngày Linh trồng được nhiều cây hoa nhất là? Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng đếm nhé. Mình đã tìm được ngày thứ tư là 3 này. Đúng không? Ngày thứ bảy đây là mấy? 4 à. Vậy thì giờ mình đếm xem ngày thứ năm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy ngày thứ 5 được 8 cây này. Ngày thứ 6 này. 1, 2, 3, 4, 5. Ngày thứ 6 được 5 cây. Và ngày chủ nhật này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy ngày chủ nhật là 7 cây. Vậy thì mình nhìn vào đây. Mình thấy cái số nào nhiều nhất? À, số 8 này này. Là số lớn nhất. Nên ngày thứ mấy? Thứ 5. Sẽ là ngày Linh trồng được nhiều hoa nhất là, chúng ta điền chữ nha, thứ gì? Thứ năm này. Được chưa? Rồi câu D này. Linh trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa? À, như vậy thì mình sẽ cộng tổng hết từ ngày thứ hai cho đến ngày chủ nhật này. 3 cộng với 8 là 11, 11 cộng 5 16, 16 kem cộng với 4 là 20, 20 kem cộng với 7 là bao nhiêu? 27 cây. Đúng không? Đấy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là 27 cây hoa.
Xong chưa? Đấy, hoặc là các em đếm hết toàn bộ số hoa này cũng được. Rồi, bài 3. Viết theo cái mẫu. Như vậy ở đây người ta cho một cái bảng này, cột viết số này, phân tích số này có hàng trăm bao nhiêu, hàng chục bao nhiêu, hàng đơn vị bao nhiêu và cách đọc nó làm sao. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích nè. 681, hàng trăm mấy? À, hàng trăm đây là 6 này, 8 đây là hàng chục này, và 1 đây là đơn vị. Như vậy 681 chúng mình sẽ đọc là cái gì các em nhỉ? À đúng rồi, 600 bao nhiêu? 811 nhá. Được chưa? Rồi, tương tự này. Số mà chúng ta có là 490 không đơn vị. Này, 400 này. 90 này, không đơn vị này. Vậy thì mình sẽ đọc cái số này là gì? Đọc là gì các em? À đúng rồi, đọc là 490. Được chưa? Đấy, 490 nhá. Rồi. Số này 303. 303 thì chúng ta sẽ viết là 303. Vậy thì hàng trăm sẽ là 3, hàng chục là 0 và hàng đơn vị là 3. Dễ không? Quá dễ đúng không? Số này có là 500 này, không chục này, mấy? 1 đơn vị. Vậy thì các em sẽ đọc số này là 5 gì? 500 bao nhiêu? 01. Được chưa? 01 chứ không phải 01 nha. Rồi. Đấy, như vậy đến đây chúng ta hoàn thành được cái bài số 3 này nha. Sang bài số 4. Bài số 4 thì yêu cầu mình là cái điền cái dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào những cái chỗ chấm ở đây. Vậy thì đây thực chất là gì? So sánh các cái số thôi. Các em dừng video chúng ta làm nhá. Hàng trăm là 3, hàng trăm 3 này, bằng nhau thì mình đến hàng chục này. Hàng chục đây là 0, đây là 9 này. Như vậy 9 này lớn hơn 0, nên 396 sẽ lớn hơn 302. Tương tự này, 365, 356 này. Hàng trăm đây 3, 3. Hàng chục 6 này, 5 này. 6 này lớn hơn 5, nên là 365 lớn hơn 3556 nhé. Rồi, hàng trăm đây là 6, hàng trăm đây là mấy? 3, vậy thì 6 này lớn hơn 3, nên 674 lớn hơn 311. Rồi, kem có tiếp này. 600 cộng với 80, vậy thì nó sẽ là 680 không đơn vị. 680 so 700 thì ai lớn hơn? Đây hàng trăm có 6, hàng trăm đây gì? 7. Nên 7 lớn hơn 6. Do đó 700 sẽ lớn hơn 680. Rồi, tương tự nè. 581. Đây là 500 cộng với 80 một đơn vị. Vậy thì có phải đây là 581 à? Bằng nhau đúng không? Đấy, bằng nhau nhá. Rồi, 600 cộng 9 đơn vị. 609 đơn vị. Vậy đây là không chục. 609 so với 605, hàng trăm 6, hàng chục 0, thì chúng ta lại phải so đến hàng gì? Đơn vị này. 9 này so với 5, 9 này lớn hơn 5, nên 609 sẽ lớn hơn 605 nha. Rồi, sang bài số 5. Người ta yêu cầu là đặt tính rồi tính. Vậy thì đây mình có tổng cộng là 6 phép tính. Chúng ta sẽ dùng thước kẻ sẵn luôn 6 cái phép tính này. Sau đó mình chỉ việc đặt tính để mình tính thôi nhé. Rồi, chúng ta sẽ kẻ luôn cả 6 cái phép tính. 6 phép tính xong nha. Rồi, phép tính thứ nhất này. 2, 8, 6 cộng với 1, 0, 7 nè. Hãy nhớ đây là phép tính cộng.
6 cộng 7 13, viết 3 nhớ nhớ 1 này. Được chưa? Rồi. 8 này, các em nhớ 1 là 9, vậy thì 9 cộng 0 thì bằng 9 này. 2 cộng với 1 là 3. Xong chưa? Rồi, sang phép tính tiếp theo này. 5 4 3 cộng với 39 này. 3 cộng 9 là 12, viết 2 nhớ 1. 4 này, các em nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng 3 là 8. 5 hạ 5, viết 5. Phép tính thứ 3 này. 7 8 5 cộng với 8 này. 5 cộng với 8 là 13, viết 3 nhớ 1. 8 này này, các em nhớ 1 là 9 thì chúng ta sẽ viết 9 này. 7 hạ 7, viết 7 nhá. Rồi, sang các phép tính trừ. Phép tính đầu tiên, 7 4 4 trừ cho 3 1 8 này. 4 không trừ cho 8, lấy 14 trừ 8 thì bằng 6, viết 6 nhớ 1. 4 này, các em trả 1 thì còn 3. 3 trừ 1 sẽ còn 2. 7 này, trừ đi 3 thì bằng mấy? 4 này. Xong chưa? Rồi, phép tính tiếp theo này. 9, 7, 8, trừ bao nhiêu? Trừ 9, 10, 4. 8 trừ 4 bằng 4. 17 trừ đi 9 thì bằng 8. Viết 8. Đúng không? 9 này, các em trả 1 thì sẽ còn 8. Rồi. 5, 9, 2. Trừ đi mấy? Trừ đi 7. Đấy, chú ý đây chỉ 7 đơn vị, đặt cho đúng. 12 trừ 7 thì bằng 5. 9 này, trả 1 bằng 8. 5, các em hạ 5, viết 5. Được chưa? Đấy, xong nha. Sang phần B là phần kết nối. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 6. Quan sát hình vẽ rồi điền các từ. Chắc chắn này, có thể hay là không thể vào chỗ chấm để mô tả khả năng xảy ra khi mà Kiên lấy ra ngẫu nhiên một đồ vật. Đấy, tức là đây là bạn Kiên. Trong này nó có này, quả bóng này. Được chưa? Con gấu này. Được chưa? Gấu này, búp bê này. Đấy, búp bê. Vậy thì ở đây, câu A này, Kiên lấy được con thỏ. Trong này có con thỏ không các em? À, có con thỏ ở đây đúng không? Đấy, vậy thì có con thỏ ở đây thì khi mà Kiên lấy cái đồ vật ở trong gì? Trong cái túi đây này thì có thể đúng không? Có thể sẽ Kiên sẽ lấy được đúng không nào? Vậy mình sẽ dùng từ gì? Có thể nhá. Có thể lấy được con thỏ. Rồi, lấy được quả bóng này. Quả bóng đây các em. À, như vậy thì đối với quả bóng đây nó cũng chỉ có mấy? Hai cái quả bóng thôi. Do đó là gì? Do đó mình có thể dùng cái từ có thể hay là không thể ở đây các em. À, cũng chỉ là có thể thôi đúng không? Đấy, bởi vì sao? Kiên lấy ra ngẫu nhiên chỉ một đồ vật thôi. Như vậy đây cũng từ có gì? Có thể nhá. Đấy, có thể sẽ lấy ra được quả bóng. Kiên lấy ra được con gấu. Như vậy mình nhìn ở trong này có con gấu nào không? Có không? Không có con gấu này. Nên ở đây mình sẽ chọn từ đây là không. Không thể nha. Đấy, không thể. Được chưa? Kiên sẽ lấy được búp bê. Như vậy ở đây có 1 con búp bê, 2 con búp bê, 3 con, 4 con. Đấy, như vậy có 4 con búp bê thôi thì ở đây cũng chỉ là từ có gì? Có thể thôi nhé, không thể khẳng định chắc chắn được đúng không? Bởi vì có thể Kiên sẽ lấy được quả bóng, có thể lấy được cái diều đúng không? Có thể lấy được con thỏ đúng không nào? Vậy thì đây cũng chỉ là từ có thể. Do đó cả 4 cái đáp án này không có đáp án nào là chúng ta chắc chắn cả. Xong chưa? Đấy, không có cái nào chắc chắn để chúng ta lấy được. Rồi, sang cái bài tiếp theo, bài số 7 nào.
đọc thông tin điều tra về sự yêu thích các môn thể thao của một nhóm học sinh tiểu học trong bảng bên rồi trả lời các câu hỏi này. Nói vậy thì đây là những môn thể thao này, môn thể thao vua này, bóng đá này, bóng rổ này, bóng bàn, cầu lông. Đó. Đây là số lượng thì các em nhớ là một cái này là 5 đúng không? 10 này, 15 này. Rồi câu A này, có bao nhiêu học sinh thích bóng rổ? Đây bóng rổ đây các em. 5, 10, 15 này. 16, 17, 10, 18. Như vậy thì thích bóng rổ đây này, có bao nhiêu? 18 này. Chúng ta đếm luôn đi nhá. 5, 10, 15 này, thích bóng đá này. Được chưa? Bóng bàn này, 5, 10 này, 11, 12, 10, 13, thích bóng bàn. Và cầu lông, 5, 10, 15, 2, 20. Đấy, vậy tôi hỏi này, có bao nhiêu học sinh thích bóng rổ? Đây, mình nhìn thấy bóng rổ đây bao nhiêu? 10, 18. Vậy các em sẽ trả lời, có 10, 18 học sinh. Học sinh sao? Thích bóng rổ. Được chưa nào? Đấy. Rồi, câu B. Có bao nhiêu học sinh thích cầu lông? Đây, cầu lông đây chúng ta vừa liệt kê đây. 20 đúng không? Chúng ta sẽ trả lời có 20 học sinh sẽ thích gì? Thích cầu lông. Được chưa? À. Rồi, sang bên này còn câu nữa các em. À, còn câu C và câu D này. Môn thể thao nào được yêu thích nhất? À, như vậy thì mình sẽ nhìn ở đây xem là cái môn nào mà có nhiều học sinh nhất thì sẽ được thích nhất này. 20 là số lớn nhất đúng không? Môn gì? Môn cầu lông này. Đó, vậy thì chúng ta sẽ ghi phần trả lời ở đây là môn gì? Môn cầu lông. Đó, các em thích môn nào thì chúng ta điểm danh nhá. Môn cầu lông được học sinh, hay là chúng ta ghi ngắn gọn theo yêu cầu, được yêu thích nhất. Đó, vậy thôi, khỏi cần ghi học sinh nữa nhé. Môn cầu lông thì sẽ được yêu thích nhất. Rồi, câu D này, có tất cả bao nhiêu học sinh tham gia khảo sát? Vậy thì mình sẽ làm gì? À đúng rồi, mình sẽ cộng tất cả những cái học sinh ở đây. 15 cộng với 18 này, các em nhẩm đây sẽ được bao nhiêu? 5 với 8, 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 1 là 3, 33. 33 cộng với 13. Đây các em có thể, nếu nào không nhẩm được chúng ta có thể đặt phép tính nhá. 33 này cộng với 13 này, giờ cộng với bao nhiêu? 20 này, 6 này. 4, 4 với 2 là mấy? 6, được chưa? Như vậy có bao nhiêu? 66 học sinh tham gia khảo sát nha. Rồi vậy mình sẽ trả lời đây. Ta hỏi có tất cả bao nhiêu, mình sẽ trả lời có 66 học sinh. Học sinh à. Tham gia gì các em? À đúng rồi, khảo sát. Được chưa? Rồi, sang cái bài tiếp theo. Bài số 8. Viết cái số thích hợp vào ô trống. Như vậy đây là một cái bảng người ta cho. Chúng mình chỉ việc tìm số đã cho này, số liền trước, số liền sau. Rồi mời các em học sinh này đi. Số đã cho là 554, vậy thì tìm số liền trước thì chúng ta sẽ lấy cái này làm sao? Dạ, tôi thấy là lấy 554 trừ cho 1. À đúng rồi, trừ cho 1, vậy thì nó sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 553. Đúng rồi, 553. Rồi, như vậy thì số liền sau chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Nhà tư tài sẽ cộng 1. Ừ, vậy thì đây sẽ là 555. 555. Rồi, tương tự này, số liền trước là 706. Vậy thì cái số đã cho đây sẽ là 7 gì? 05. Phải không? Dạ. Làm sao 705 được? Dạ, tại vì khi mà số đã cho thì mình chọn một số bất kỳ, phải trừ
không thể là 705, tại vì 707 trừ cho 1 mới bằng 706, vậy là 707. À, đúng rồi, đây sẽ là 707 nha. Rồi, như vậy thì số liền sau sẽ là 708. Đấy, tương tự này, số liền sau là 341 thì chúng ta sẽ có đây là 340. Đấy, các em tự hoàn thành nha. Vậy thì đứng trước của nó, tức là 340 trừ 1 thì sẽ là 3 bao nhiêu? 40 trừ đi 1 thì sẽ còn bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, 39 nhá. Được chưa? Rồi, ở đây 954 này cũng giống ở đây nè các em. Đấy, đứng trước của 954 thì sẽ là gì? 955. Vậy thì đứng sau 955 sẽ là 956 nha. Đấy, những phần này thì khá dễ rồi. Rồi, sang câu B. Mấy em nhớ hoàn thành vào trong tập đi. Chúng ta nhìn ở đây 300, 305, 310 này. Vậy chúng ta thấy này, cứ mỗi một cái ô này này thì nó sẽ cách nhau là mấy? 5 đơn vị này. 5, 0 này, 5 này, 10 này. Vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 15 thôi đúng không? 3, 1, 5. Đó, cái hàng trăm này lúc nào cũng 3 nhá. Vậy thì 15 sẽ đến là bao nhiêu? 20 này. Đấy, 20 sẽ đến là 20, 25 này. 25 đến 30. 30 vậy thì đây sẽ là 3, 35. 35 sẽ là bao nhiêu? 4, 40. 40 thì sẽ là 40 mấy? 45. Đấy, được chưa? Rồi tương tự này, 310, 320, 330. Vậy thì đây sẽ là 3, 4, 0. 3, 4, 0 sẽ là 3, 5, 0. Được chưa? Thì tăng bao nhiêu? Tăng hàng chục. 3, 6, 0. 3, 7, 0. 3, 8, 0. 3, 9, 0. 4 gì? 400 nhá. Được chưa? Rồi, sang bài số 9. Câu A. Viết theo cái mẫu. Như vậy người ta phân tích cái số 182 này này. Thì nó sẽ là 100 này. 80 này, 2 đơn vị này, 180 2 đơn vị này. Đấy, những bài này thì khá là dễ rồi. Thầy sẽ không hướng dẫn nữa nhé, thầy chỉ viết thôi. Đây sẽ là 600 40 mấy 6 đơn vị. Rồi, 200 80 7 đơn vị. 800 40 và 1 đơn vị. Rồi, số này có 745 đơn vị chúng ta sẽ lập được này. Vậy thì 300 này, 90 này, 3 đơn vị này. Số này 900 này, 50 này, 7 đơn vị này. Rồi, số mà là 500 này, 10 này, 9 đơn vị này. Đấy. Xong nha. Câu B. Viết các cái số này này theo thứ tự lớn đến bé. Vậy thì mình cứ nhìn thế này, tất cả ở đây đều có hàng trăm là 6, thì bắt đầu mình đến hàng chục này, 7 này, 8 này, 2 này, 6 này. Đấy, như vậy đây này, từ lớn cho đến bé, vậy thì cái hàng này, hàng chục nào lớn nhất? 8 này lớn nhất đúng không? Nên thằng này sẽ lớn nhất này. 6 8 2 8 này sẽ đến gì? Đến 7 này. Đấy, 6 7 6 này. 7 đây sẽ đến gì? Đến 6 này. 6 6 7 và em út ở đây bao nhiêu? 6 2 8. Vậy thì mình đã viết được đây là lớn đến bé, thì từ bé đến lớn ta viết ngược lại thôi đúng không? 6 2 8 6 6 7 6 7 6 và lớn nhất là 6 8 2. Xong chưa? Rồi. Sang bài số 10. Wow. Cũng dài gớm nhỉ các em.
Bài số 10 người ta cho này, một cái cửa hàng bánh ngọt trong một tuần thì bán được là 138 chiếc. Vị dâu, số bánh vị sô-cô-la trong tuần đó thì ít hơn. Vị dâu là 29. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc bánh vị sô-cô-la. Quá dễ rồi, giống như bài toán là em thì có 5 chiếc kẹo, vậy thì bạn của em có ít hơn em 2 chiếc, vậy thì bạn em có bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần lấy gì? Số kẹo mà mình có trừ đi số kẹo mà mình nhiều hơn bạn thôi. Vậy thì đây 138 kèm trừ đi 29 thì sẽ ra vị gì? Sô-cô-la nhé. Rồi, dựa câu hỏi chúng ta trả lời. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc bánh vị sô-cô-la? Ta sẽ trả lời này. Cửa hàng đó bán được này, người ta hỏi bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả lời là số chiếc bánh vị sô cô la, được chưa? Sô cô la sẽ là bao nhiêu các em? 138 là số chiếc vị dâu, trừ đi cái phần mà sô-cô-la nó ít hơn này, bán được trong tuần ít hơn vị dâu, tức là trừ cho 29 này. Các em nhẩm được không? Lấy 38 trừ 29 thôi, 18 trừ đi 9 thì bằng 9 này, viết 9 nhớ 1 này, 3 này, các em trả 1 còn 2, vậy thì 2 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 0. Vậy thì đây chứ mấy? 1 trả 1, viết 1. Được chưa các em? Rồi, như vậy sẽ là bao nhiêu? 109 chiếc bánh nhá. Rồi, và các em ghi đáp số thì ghi cho đầy đủ. Đáp số 109 chiếc bánh được chưa các em? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần C. Bài số 11. Quan sát sơ đồ sau, tính xem đường ngắn nhất đến kho báu dài bao nhiêu mét. Đây, vậy các em nhìn đây, người ta cho cái hình này. Đây giống như là cái bài toán dạng đi tìm kho báu nhỉ. Đây cái xuất phát này, đây điểm đi này, và đến kho báu đâu? Đây kho báu đây này các em. Đó, vậy thì chúng mình sẽ tính xem cái con đường nào là con đường ngắn nhất. Tính xem đường ngắn nhất đến kho báu dài bao nhiêu mét. Vậy thì chúng ta sẽ phải cộng này. Đây là 327 này. Mình sẽ có nhiều con đường để đi này. 327 cộng với 519 này. Được chưa? Đấy, vậy thì 3 với 2 chúng ta sẽ thấy đây nó sẽ rất là dài, đúng không? Đúng không? Đây chúng ta sẽ tính cái con đường này trước nhá. 327 này cộng cho 519 này. 97 16 với 6 nhân 1. Này là 3 với 1 là 4 này, 5 với 3 là 8, như vậy đây thì 846 m. Rồi. Nếu mà đi cái con đường này nè, ngoằn 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 đây. Bao nhiêu? 820 này. Được chưa? Rồi, nếu chúng ta đi con đường khác xem nào. Đây 458 này, đi đến đây, xong mình lại vòng sang đây, xong vòng xuống đây thì rất là tốn thời gian, đúng không? Đó, như vậy các em lại có một con đường nữa chúng ta đi nè. Từ đây chúng ta đi xuống đây là bao nhiêu? 458 này, 458 này, ta đi được đến đây rồi, đúng không? Thì từ đây chúng ta sẽ đi xuống đây là bao nhiêu? 325 mét nữa này. Cộng 325. 8 với 5 13, viết 3 nhớ 1. 6 cộng với 2 sẽ là 8 này. 4 cộng 3 sẽ là 7 này. Đấy, như vậy con đường này sẽ con đường ngắn nhất này các em. Được chưa? Còn con đường nào ngắn hơn không? Không, đúng không? Như vậy cái con đường ngắn nhất sẽ là cái con đường đây nhá. Đây thầy sẽ lấy cái màu đỏ đây này. Thầy tô để cho các em thấy này. Đây là con đường mà chúng ta đi sẽ là con đường ngắn nhất này các em. Đó.
Thực ra chúng ta không phải tô nha, đề bài người ta chỉ yêu cầu là con đường nào ngắn nhất thôi. Đấy, như vậy ở đây họ hỏi gì? Đường ngắn nhất đến kho báu dài bao nhiêu mét? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Trả lời xuống đây thôi. Đường ngắn nhất. Đường này mà ngắn nhất. Ngắn nhất này. Đến. Đến gì? Đến kho. Kho báu dài bao nhiêu? Chúng ta vừa tính nè, 783. Dài là 783 mét nhá. Xong chưa? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành được cái bài số 11 này. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 12. Người ta yêu cầu cái gì? Hoàn thành bức tranh sau bằng cách tô màu theo chỉ dẫn. À, như vậy chúng ta sẽ lấy màu ra để chúng ta tô này. Cái số mà có hàng trăm là 1 thì chúng ta sẽ tô màu tím. Hàng trăm là 2, xanh non. 3 là vàng, 4 cam, 5 xanh da trời, 6 xanh lá cây. Rồi, như vậy các em sẽ chuẩn bị cho thầy những cái màu này. Đây, màu đây. Ta sẽ xem này. 570. Thôi bây giờ mình sẽ tô theo thứ tự đi. Số 1 là màu tím này, tức là cứ có số hàng trăm là 1 thì chúng mình sẽ tô hết cho nó màu tím. Đây, màu tím đây đúng không? Violet. Rồi, màu tím nhá. Cứ có hàng trăm là 1 này, chúng ta sẽ tô màu tím. Đây, hàng trăm là 1 đây. Đó, thì mình sẽ tô cho nó. Đây là màu màu tím này. 123 đúng không các em? Đấy, 186 này. Ta sẽ tô đây cho màu tím nhá. Rồi, còn màu tím nào nữa không? Chúng ta sẽ tìm. Đây bên này các em. 127 nè. Đó, 127. Đây là 166 nè. Được chưa? Đây là 1441 nè. Đó, vậy thì đây nhà mình sẽ tô. Tô cho nó màu tím nè. Rồi, còn số nào là 1 nữa không nhỉ? Đây, 120 nè các em. Để chúng ta quan sát nhanh để chúng ta tô nhé. Không có là không có kịp cái thời gian mà cái clip này cũng tương đối là dài rồi. 120. Rồi còn số nào nữa không? Đấy, hình như theo quan sát của thầy là hết rồi đó. Đây, 154 nè. Đấy, 154 nè. Bây giờ chúng ta cứ thấy ở đâu 186 luôn nè. Thấy là chúng ta tô thôi. Phần này thì các em không cần phải theo dõi video của thầy nữa đúng không? Các em có thể dừng cái video lại để chúng ta tự hoàn thiện cái phần tô được rồi. Đặc biệt là những bạn nữ nào mà rất là thích tô. Đây, còn một chùm đây nữa. Rất nhiều này các em. 13673 này. Đấy, đây 1125 này. Hai cái anh này là đều hàng 1 hết. 136 này. Được chưa? 182 nè. Đấy. Rồi đây bao nhiêu? 100 nè. Được chưa? Đấy, như vậy mình đã hoàn thành. Tí nữa còn thì mình sẽ lấy ra tô tiếp. Rồi màu xanh non. Như vậy ở đây xanh non thì ta sẽ dùng cái màu này đi. Đây, gọi đây màu xanh non đi nhá. Màu xanh non sẽ là 200. Bởi màu của thầy nó không có nhiều, nó chỉ có 16 màu thôi. Thế nó sẽ không được phong phú lắm. Màu xanh non thì có phần trăm. Đây có thấy 159 này các em. Đấy, 1 thì màu tím này. Đấy, các em cứ tô đến đâu thấy thì chúng ta lại tô cho nó đủ màu thôi. Chúng ta quan sát một lần thì không thể hết được đúng không nào. Rồi, hàng trăm là số 2. Đây thầy có nhìn thấy số 2 đây. Màu xanh non nhá. Đấy, chúng ta cứ nhìn thấy đâu là có số 2 thì chúng ta tô cái màu xanh này. Đây, số 2 đây. Màu xanh non. Đó. Rồi, còn ông nè. Số 2 đâu? Hai các em cùng quan sát với thầy. Đây, số 2 đây. Đó. Số 2, 18 này. Màu xanh non này. Đây, số 3 rồi. Số 3. Đây, 283 này. Nó luôn đây, đúng không? Đó, hết cái hàng này luôn.
291. Còn 5 gram. Rồi tạm thời mình cứ bỏ cái màu xanh non ra đã đi. Tí nữa có còn gặp nữa thì chúng ta sẽ tô nó tiếp. Đấy, đây lại nhìn thấy 160 nữa này các em. Đấy, hàng trăm của nó là số 1 này. Đấy, thì chúng ta lại lấy màu tím ra chúng ta tô thôi. Cứ thấy có số 1 nữa ta tô màu tím, màu xanh non là số gì? Số 2, hàng trăm. Rồi, bây giờ đến số gì? Số 3, thì các em sẽ tô cho màu vàng. Đây, số 3 màu vàng. Ta lấy màu vàng ra. Số 3 này. Ta tô màu vàng cho nó số 3 nhá. Đó, thầy thì tô nhanh thôi để chúng ta biết phần nào. Số 3. Đây, số 3 đây. Rất là nhiều số 3. Đấy, đây là những số này là của màu vàng nhá. Không biết nhìn cái màu xanh với màu vàng nó có giống giống nhau, chắc là phân biệt rõ đúng không? Máy quay của thầy nó hơi cùi tí. Số 3 còn không? Như vậy tạm thời ở đây thầy sẽ không còn quan sát được số 3 nữa. Đấy, tạm thời bỏ ra đã đi. Tí nữa thì đến chúng ta sẽ tính tiếp. Rồi, số 4 thì chúng ta sẽ chọn màu gì? Màu cam này. Rồi màu cam. Màu cam là orange, đúng không? Orange sau đây này giống màu đỏ thế. Đây màu cam đây. Số 4. Đây số 4 này kìa. Tại vì của thầy nó có 16 cái màu thôi nên là cái màu nó không được phong phú và nó không được cái độ mà chia màu chính xác lắm. Em nào có cái hộp màu mà 32 màu hoặc là 64 màu á thì nó sẽ đầy đủ và cực kỳ đẹp, đúng không nào? Đấy, đây là 408 nhá. Rồi, 4 nữa nè. 403 này. Rồi đây là 451 nè. Đấy. Còn 4 nữa không? Thầy sẽ đi tiếp. Đây, 4 đây. 492 này. 443 này. 414 nè. Đấy. Được chưa? Rồi, 433 này. Đấy. Chúng ta cứ tô thôi. Rồi, đây 460 nè. Đấy, nguyên cái này luôn. Ta tô cho nó màu màu cam nhá. Chó mèo nó sủa inh ỏi hết trơn ấy. Nhưng mà học thầy rất là vui đúng không? Được rất gần gũi với thiên nhiên đúng không? Chó mèo tiếng người nói. Rồi tiếng tắc kè kêu. Đấy, tiếng chó sủa rất là vui tai. Đúng không? Giống như học ở đời thực. Đó, và các bạn trong lớp của thầy cũng đang học ở đây. Và các em cũng đang làm. Rồi 418. Xong còn nữa không? Đây 488 này. Đấy, nguyên cái ô đây 488 này kìa. Ta tô màu cứ nguyên tắc tô từ ngoài vào trong. Em cứ vẽ ngoài trước đi. Sau đó ở trong mình tô cho nó nhanh. Đó, thầy tô đại khái vậy thôi. Không có tô màu ấy được. Em nào có màu nước á, 32 màu thì nó sẽ cực đẹp. Rồi còn 4 nữa không? Hết rồi đúng không? Hết 4 rồi nha. Cứ để tạm đây đã đi. Rồi số 5. Màu xanh da trời. Xanh da trời đây. Sky. Sky blue đây. Xanh da trời. Đây số 5 này kìa. Sky là bầu trời đấy các em, học bên tiếng Anh. Chữ tiếng Anh nhé, sky ấy, thì chúng ta gọi nó là bầu trời. Đó, bây giờ máy thì máy quay hết pin nữa này. Đó, rất là nhiều kiểu, nhiều dạng. Đúng nào. Đây. Số 5. Rồi, còn nữa không? Đây, số 5 đây. Đấy. Quả giống như quả kinh khí cầu, rất là đẹp đúng không? Rồi, đây số 5 này. Xung quanh cái khu này là số 5 hết. Tại vì cái quả kinh khí cầu nó đang bay trên bầu trời này. Đấy, nên ta phải chọn cái màu xanh, nó phải bay.
Rồi còn không nhỉ? Đấy, như vậy chúng ta đang xuống phía dưới này đây. Đây số 5 nhá. Cứ vẽ cái đường của chúng ta trước. Vẽ cái vòng ngoài trước hết, sau đó chúng ta tô. Cứ tô màu, nhớ là tô từ đâu? Từ ngoài vào trong. Đây, số 5 nữa này. Đấy, 559. Rồi, đây này 590 này. Rồi, đây 596 nữa nè. Nhiều lắm, đúng không? À đây 508 nữa này, chúng ta tô luôn hai cái anh này luôn. Đấy, tô luôn một lượt cho nó nhanh nè. Đúng ra thì các em tô từng ô thì nó sẽ nhìn nó sẽ bắt mắt hơn. Và đặc biệt em nào có cái màu nước. Rồi, hết chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hết số 5 nhá. Bây giờ đến số gì? Số 6 là màu xanh gì? Xanh lá cây. Đây, xanh lá cây. Màu xanh lá cây là blue này, không blue này không có ghi nhỉ. Có thể phải lấy một cái giấy để thử xem cái màu xanh lá cây. Đây, xanh lá cây màu này cho nó đúng hơn nè. Được chưa? Vậy đây là màu gì? Green. Green. Mã là 04. Rồi, tại vì màu của thầy có 16 màu thôi nên có thể là cái màu này nó cũng chưa chuẩn lắm, đúng không? Đấy, vậy đây xanh lá cây nha. Số 6, xanh lá cây. Đấy, chúng ta tô cái bài này cũng khá là mất nhiều thời gian đấy, đúng không? Nên cái clip này của ta là tương đối là dài. Rồi, như vậy ở phần dưới này tất cả đều là 6 hết này. Thì các em sẽ tô hết cho nó màu xanh lá cây luôn cho thầy. Mảng luôn. Rồi, mình sẽ vẽ hết những cái đường vòng của nó đi. Bởi vì nó là màu xanh hết mà. Chúng ta tô vào cho nó nhanh nhé. Đúng là các em phải tô từng ô đó. Nhưng mà đây thầy làm nhanh nên thầy sẽ chọn luôn cái dạng tô công nghiệp. Em biết sao gọi công nghiệp không? Công nghiệp tức là gì? Mình làm theo dạng nhanh nhất. Ta gọi cơ bản nó là công nghiệp vậy. Đấy, đây 6 hết nè. Chưa, 6 nữa nè. 6 nữa nè. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy đến đây là ta đã cơ bản là hoàn thành cái bức tranh này rồi. Nhìn cũng tương đối là đẹp đúng không các em? Và đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn nhé. Nó cũng tương đối là dài. Hẹn gặp lại các em ở trong tuần số 34. Bye bye.